Đó là cái ví cùng xin rất là tặng quý vị một bài hát đổi tên Thiên Đàng Ái Âm. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Và có thể lì xì cho MC một tràng pháo tay được không ạ? Dạ cảm ơn rất là nhiều ạ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe ca khúc vừa rồi.